Chiều 14 tháng 5, thông tin từ đội 4 phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, một chiếc xe container đã bốc cháy trên tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ La Sơn. Theo đó, vào lúc 11 giờ 43 phút ngày 14 tháng 5, anh Lê Thanh Luân, 28 tuổi, trú xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 35H01089, kéo theo sơ mi rơ móc biển kiểm soát 35R01676, chở theo hoa quả di chuyển theo hướng Nam Bắc trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Khi đến km 37+650 đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì xe kéo tự bốc cháy ở phần đầu máy, sau đó cháy lên cabin đầu kéo. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu xe kéo bị cháy hoàn toàn và cháy một phần container. Ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, công an địa phương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, trú tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn với hành vi dùng súng đột nhập nhà dân, bắn nhiều phát, gây náo loạn khu dân cư. Trước đó, vào chiều 12 tháng 5, anh Phan Covid, sinh năm 1983, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, đang ngồi ở phòng khách thì Quý phóng xe ô tô đến và bước vào nhà bắn liên tiếp 6 phát đạn. Theo tìm hiểu, vợ anh Vít là chị Nguyễn Thị Phúc Hiền, bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà. Quý còn nợ hơn 25 triệu đồng nhưng không trả. Ngược lại còn mang súng đi tìm bắn chị Hiền nhưng chị Hiền không có ở nhà. Ngay trong đêm 12 tháng 5, đối tượng Quý đã bị bắt. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thị xã Ba Đồn tiếp tục điều tra. Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Minh Khánh, sinh năm 1996, ngụ thôn Chim Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Dương Thanh Tuấn, sinh năm 1994, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; Lưu Thanh Hậu, sinh năm 2005, ngụ ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; và Phạm Thế Hiển, sinh năm 1995, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, do có liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 5, qua kiểm tra, công an thành phố Phú Quốc phát hiện, bắt quả tang và thu giữ trong quần lót của Nguyễn Minh Khánh một bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể trắng màu trắng không đồng nhất, trong lúc cùng Dương Thanh Tuấn điều khiển xe máy. Cả hai thừa nhận đó là ma túy đá được mua của một thanh niên không rõ lai lịch. Trước đó, vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 8 tháng 4, công an thành phố Phú Quốc tuần tra ở khu vực ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, phát hiện trong túi quần của đối tượng Lưu Thanh Hậu có hai bịch ni lông, bên trong có chứa các hạt tinh thể trắng màu trắng không đồng nhất. Một bịch ni lông khác bên trong chứa 5 viên nén màu nâu hình tam giác. Đối tượng thừa nhận bản thân là con nghiện, mua ma túy để dùng. Lúc 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4, qua kiểm tra hành chính căn nhà do Phạm Thế Hiển đang thuê tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, lực lượng công an thành phố Phú Quốc đã thu giữ một bịch ni lông màu trắng, bên trong có chứa 3 viên nén màu nâu. Hiển khai nhận 3 viên nén là thuốc lắc được mua để sử dụng. Hiển cũng đã từng có một tiền án về tội mua bán trái phép ma túy. Sáng 14 tháng 5, một số du khách người dân đã chứng kiến và quay lại cảnh đàn cá heo trên 20 con bơi lội ở khu vực ven bờ biển Bãi Đá thuộc thắng cảnh Mũi Điện tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong clip do anh Văn Duy, hướng dẫn viên du lịch, quay lúc 9 giờ 30 phút đã ghi lại cảnh đàn cá heo đang bơi cách bãi đá bờ biển chỉ 15-20 mét. Cá heo là động vật có vú, trọng lượng từ vài chục ký đến hơn 10 tấn, dài 1,2 đến 9,5 mét, là loài cá di cư theo đàn khá đông, từ vài chục thậm chí đến vài trăm con. Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh việc hồ chứa nước Đắc Ca bị người dân phản đối, không cho tiếp tục thi công do chủ đầu tư không thực hiện đền bù như cam kết, ông Trần Ngọc Tuấn, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum là chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với nhà thầu để trả tiền cho dân. Theo đó, phía chủ đầu tư thống nhất sẽ mượn 3,6 tỷ đồng từ nhà thầu để đền bù cho 9 hộ tại thôn Đắc Đe, xã Trà Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum như cam kết. Dự kiến sang tuần sẽ tổ chức chi trả. Sau này, khi có giá đền bù chính thức, nếu xác định có một phần diện tích của dân rơi vào đất sông suối, không được nhà nước đền bù, thì nhà thầu sẽ bỏ tiền túi chi trả. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, người dân thôn Đắc Đe, xã Trà Cơi chấp nhận giao đất trước để thi công dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa Đắc Ca, nhưng quá thời hạn đền bù, người dân vẫn không nhận được tiền đền bù nên không cho tiếp tục thi công. Dự án triển khai tại xã Trà Cơi do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Trân Kon Tum.